Hôm nay mình đi làm, sẵn mình đi làm, mình quay lại các bạn xem một cái đám cưới ở quê Bình Định các bạn. Ở Tuy Phước này, đây là ở Phước An. Một đám cưới miền quê. Đây là cái đường bê tông đi vào nè các bạn. Đây đường bê tông đi vô. Khách người ta đang vào để dự tiệc đám cưới á. Nó hơi chật cho nên là xe cộ người ta để dọc dọc thêm mấy cái đường đi này. Bây giờ mình đi vô bên trong ha. Các bạn coi cái hình ảnh của một cái đám cưới của miền quê như thế nào nha các bạn. Quê Bình Định, Tuy Phước, Bình Định. Khách người ta đang ngồi này. Đây là có cái dịch vụ, là có một cái dịch vụ người ta nhận ha. Người ta nhận, người ta làm hết mấy cái đây bao trọng gói các bạn. Người ta lo sạp nè, rồi người ta lo dàn nhạc nè, âm thanh nè, MC đám cưới rồi, rồi chụp hình rồi luôn, rồi gọi là dịch vụ trọng gói á. Nếu ai thuê trọng gói người ta làm hết, còn nếu mình bớt phần nào thì họ bớt lại, còn không thì họ nhận hết luôn. Cô dâu đang chuẩn bị, ban nhạc cũng đang chuẩn bị. Đi vô bên trong thử các bạn. Người ta đang chuẩn bị các bạn ơi. Đây đây đang chuẩn bị nè, cô dâu chú rể đang chuẩn bị đây. Thì ở đây thường thường là đám cưới nào nó cũng có một cái hộp mà để người ta đi quà mừng cô dâu chú rể các bạn. Bây giờ là một số khách quen thì người ta vô trước, mà hiện tại là khách xa người ta chưa tới. Đó, người ta đang tới rồi. Ở nhà quê thì người ta đãi ngay cái sân nhà luôn các bạn ơi. Đây là sân nhà của họ này, cái vườn này, cái nhà nằm trong nè. Ở đây người ta dựng sạp lên, cái sạp người ta dựng coi như cũng thấy khá lớn. Mấy người tới mừng đám cưới hai cháu là bỏ biệt thư vào. Đây mình đi vô bên trong. Bữa nay thấy nói chung là đãi cũng đông các bạn. Đây cô dâu chú rể đây, đẹp trai đẹp gái đây. Mình đi vô bên trong. Mà người ta dựng một cái sân khấu cũng hoành tráng lắm à. Đây nè. Khách đang tới lai rai các bạn. Thì sẵn tí nữa mình làm cho nên là mình không quay được, bây giờ mình quay trước các bạn xem. Rất thấy không khí rất là vui. Cây nhà lá vườn đãi ngay tại vườn nhà luôn. Đây các bạn này, nhìn xuống cái sàn đất này các bạn. Đây này, thấy không, đất cát này. Đãi bỏ bàn ghế lên trên cái sân này đãi luôn. Đây ban nhạc. Đây là ban nhạc, dịch vụ người ta bao luôn, người ta thuê luôn. Đây ban nhạc người ta đang test đồ, thử âm thanh, thử lại trước khi làm. Cô MC cũng chuẩn bị chương trình. Đây các cái trang trí trên sân khấu nè các bạn. Ở nhà quê mà ta làm cũng đầy đủ lắm. Bồng bóng. Có bánh đây nè các bạn. Có cắt bánh nè. Bên đây là rót rượu nè, cũng có bong bóng nè. Ở đây thì chưa thấy có pháo, cho hình như là thường thường cũng có pháo. Chơi luôn một cái màn hình LED các bạn. Đấy, người ta dịch vụ người ta lo luôn màn hình LED.
trong đây này, người ta chỉnh nó trên cái iPad luôn ạ, máy áp loa, ban nhạc có loa control này. Có tiếp âm các bạn này, thấy không? Hệ thống tiếp âm này, đó, tiếp âm là các cái dây micro này, đó, tiếp âm hết. Đây quay phía sau kìa. Đây các bạn coi anh âm thanh anh đang chỉnh này bạn, đó, chỉnh mixer này. Đây khoan từ từ rồi. Xin chào mọi người, đây là Mixer Behringer X32 thế hệ Mixer Digital điều khiển bằng iPad nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.